và vâng thưa tất cả các bạn thì trong chuyên đề này tôi sẽ mang đến cho các bạn những cái kiến thức những tư duy về tài chính các vấn đề về tài chính vay ở đâu vay như thế nào dùng tiền như thế nào là khôn ngoan đúng không ạ đó và trước khi chúng ta đi sâu hơn chi tiết thì ở phần đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến các bạn bốn cái bí mật trong kinh doanh bốn cái bí mật của những cái người thành công những người thành đạt và bản thân tôi cũng áp dụng bốn cái bí mật này vào trong cái kinh doanh của mình và bạn cũng phải biết cách áp dụng nó tận dụng nó thì cái thành công nó mới đến với bạn được bởi cuộc sống này khi các bạn đi học là để chúng ta hiểu và chúng ta nắm bắt được quy luật từ đó chúng ta thuận theo thuận theo quy luật chứ không phải chúng ta cố gắng để đánh ạ đánh sập thị trường rồi thì chiến thắng thị trường rồi thì là gì ạ bẻ gãy thị trường điều đó là không có bởi xét cho cùng chúng ta cũng chỉ là một cá nhân một uh, cá nhân rất là nhỏ bé trong một cái thị trường rộng lớn này Theo bạn có bao nhiêu tiền là mạnh để có thể chi phối được thị trường? Nó khó lắm bạn ạ Bởi vì ngoài kia còn hàng triệu, hàng tỷ người nữa Họ đang thi đấu cùng bạn trên cái thị trường này đúng không ạ? Đó. Và bốn bí mật trong kinh doanh bốn bí mật của những người giàu có và thành đạt đó là gì? Thì bí mật đầu tiên đó là OPM Author People Money Tức là sử dụng tiền của người khác để tạo ra tiền của mình Đúng không ạ? Author people money, tiền của người khác Và nếu như bạn từng đọc những sách của Robert Kiyosaki Bạn sẽ thấy ông ấy từng nói Hãy biết dùng tiền của người khác Tạo ra tiền của chính phủ và sở hữu tiền của Chúa Thì đó là lời dạy của Robert Và tôi vẫn tuân theo cái lời dạy này của Robert Và biết sử dụng tiền của người khác Tạo ra tiền của chính phủ để từ đó đi sở hữu tiền của Chúa Đúng không ạ? Đó và người ta sử dụng tiền của người khác bằng cách nào? bằng cách đó là chúng ta đầu tư giúp họ, đầu tư công họ để nó tạo ra lợi nhuận và họ chia lại một phần lợi nhuận cho mình. chứ bạn đừng nghĩ theo góc độ tiêu cực đó là đi huy động tiền của người khác và sau đấy thì uh, tùy tâm tùy ý bày trò rồi dở trò làm tất cả những cái việc linh tinh của mình. những người đã có tiền, đặc biệt đã có tiền tỷ thì không ai tên là ngu cả chỉ có đôi khi chính chúng ta tiền bạc nó chưa có thì chúng ta mới cái sự hiểu biết nó còn kém chứ người ta đã có tiền tỷ người ta khôn ngoan lắm người ta nhìn người sắc bén và thông minh lắm và nhưng vấn đề là người ta có vốn đấy nhưng người ta không có thời gian để làm vì nó có quá nhiều thứ nhưng người ta lại thích lĩnh vực bất động sản và bạn giỏi bất động sản họ có thể chung vốn để làm với bạn bạn không cần phải bỏ vốn thì đó là gì ạ dùng tiền của người khác đúng không ạ đó hoặc là bạn có thể vay tiền của ngân hàng đó thì đúng đó cũng là dùng tiền của người khác đó. thứ hai nữa là author dựa, uh, cái thứ hai nữa đó là opt opt bạn ạ à, nó tạm dịch là author Pupil, time hoặc là dựa, thai lần tham là thời gian và thai lần là dựa, tài năng bạn phải biết sử dụng thời gian và tài năng của người khác để tạo ra tiền cho mình thì đó là opt tức là nói một cách đơn giản có thể bạn có vốn nhưng bạn không giỏi trong lĩnh vực nào đó thì bạn hãy đầu tư chung với một ai đó giỏi và xuất sắc nó cộng hưởng với nhau lại nó tạo thành một đội nhóm mỗi người một sức mạnh thì như thế nó mới đi nhanh được còn bạn muốn bạn làm độc lập bạn làm một mình thì phải chắc chắn một điều bạn giỏi tất cả mọi thứ và bạn rất mạnh về vốn thì bạn mới làm được một mình đúng không ạ đó vì Rõ ràng là để làm lớn thì nó cần rất nhiều thứ, đúng không ạ? Nó Tiếp theo nữa là OPE, tức là Author, people x person. X person tức là kinh nghiệm, đúng không ạ? Author, people x person là hãy biết sử dụng kinh nghiệm của người khác để tạo ra tiền cho mình. Nó giống như cái cách nhiều người hợp tác và đầu tư với tôi, tức là họ đang sử dụng tài năng, thời gian và kinh nghiệm của tôi để mang lại tiền cho họ thì đó là cách họ cũng đang khai thác gì ạ? cái bí mật của thành công đúng không ạ đó và cái tiếp theo nữa là diện OPI Author People Idea Idea tức là ý tưởng ý tưởng hãy biết sử dụng ý tưởng của người khác để tạo ra tiền cho mình đúng không ạ đó thì mọi người cũng gì ạ? tham gia đầu tư cùng trong cái quỹ của tôi đầu tư cùng với tôi tức là họ đang gì ạ? sử dụng ý tưởng của tôi thời gian của tôi công sức của tôi để tạo ra lợi nhuận cho họ thì rõ ràng nó là một cái sự cộng sinh cộng hưởng và cùng phát triển thì đó là bốn cái bí mật của những người giàu có những người thành công và tôi cũng vẫn áp dụng bốn cái bí mật này trong cái công việc kinh doanh của mình nếu như không có vốn tôi sẽ gọi vốn đúng không ạ nếu như một lĩnh vực nào đó nó cần cái tài năng và cần thời gian làm việc tôi sẽ tôi sẽ uh, gọi ai đó về làm với tôi. Một tôi có thể trả công cho họ, hai chúng tôi có thể cùng ăn chia. Rồi kinh nghiệm của người khác, ý tưởng của người khác. Vì bất kể trong chúng ta ai trong chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể giỏi được một hoặc hai lĩnh vực nào đó thôi. Ví dụ tôi đã giỏi về bất động sản thì tôi không thể quá giỏi về tôi có thể biết nhưng tôi không thể giỏi về marketing hay là là truyền thông đúng không ạ? Và giả sử tôi có giỏi và tôi có biết thì tôi cũng không có thời gian để làm bạn ạ nó có quá nhiều thứ để làm và khi bạn đi đầu tư bất động sản cũng vậy tại sao chúng ta cần phải có đội nhóm bởi vì để thực hiện đúng một cái quy trình để quản trị rủi ro tốt và mang lại nguồn lợi nhuận tốt thì rõ ràng nó rất nhiều việc cần phải làm và bạn cần có một đội nhóm đội nhóm những người giỏi khớp lại với nhau nó thành một cái bức tranh tổng thể một cái bức tranh lớn thì từ đó nó mới có một cái tương lai lớn được Chứ còn nếu không mà với góc độ của từng cá nhân nhỏ lẻ khó để phát triển lắm bạn ạ, đúng không ạ? Chính vì thế người ta mới có câu nói không ai mạnh bằng tập thể chúng ta cộng lại, đúng không ạ? Vâng. Và đến với phần thứ hai nữa đó là chiến lược về nguồn vốn. Vâng. Vay và sử dụng nợ khôn ngoan. Ok. Thế thì có bao nhiêu khoản vay và nói về vốn thì có bao nhiêu khoản vốn, đúng không ạ? Và thưa tất cả các bạn, nói về vốn thì nó có hai loại vốn chính là vốn chủ sở hữu và vốn vay đúng không ạ? Đó. Thì tại sao tôi lại dùng là vốn chủ sở hữu mà không phải là vốn tự có? Vốn tự có là dùng để chỉ vốn của một cá nhân duy nhất, ví dụ tôi tự có thì nó gọi là vốn tự có. Còn đã nói về vốn chủ sở hữu tức là của của nhiều người cùng góp lại thì nó gọi là vốn chủ sở hữu đúng không ạ? Đó. Và tư duy nhìn xa, những người giàu có, những người thành đạt những triệu phú, những tỷ phú đô la, khi họ kinh doanh, họ đều sử dụng vốn chủ sở hữu, không thằng ngu nào đi làm bằng riêng vốn một mình của mình cả. Làm như thế cò con lắm, không phát triển được. Chưa kể đến việc giả sử tôi hay bạn là một nhân viên giỏi, chúng ta cũng không muốn đi làm thuê cho ai mãi, chúng ta cũng muốn là có cổ phần, có tỷ lệ ở công ty nào đó cùng phát triển với anh em. Chính vì thế phải mở rộng nó ra để cho mọi người góp vốn vào, đúng không ạ? và phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với vốn gì ạ? Vốn chủ sở hữu. Thì vốn chủ sở hữu bạn ạ, nó có 8 loại, nó có 8 loại tất cả.